Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip con rắn bò lồm ngồm ngay trong nhà được camera bình yên đánh dấu vào ngày 22 tháng 10 khiến nhiều người không khỏi giật mình hoảng hốt. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người mẹ trẻ ngồi dưới nền nhà vừa lướt laptop vừa đưa võng cho con nhỏ tuổi nằm ngủ. Đáng chú ý, ngay đằng sau lưng bà mẹ, khu vực gần cửa ra vào lại bất thần hiện ra một chú rắn lớn. Vì không hề hay biết nên người thiếu nữ vẫn ngồi im trong khi con rắn vô tư bò lồm ngồm xung quanh, sau đó nhanh lẹ tiến sâu vào bên trong nhà. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip, nhiều người không khỏi rùng mình và bày tỏ sợ hãi nếu rủi ro con rắn bò về phía người mẹ và em nhỏ nhắn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Đây không phải là lần trước tiên những vị khách không mời ghé thăm nhà dân, nhưng lần nào cũng khiến mọi người bị một phen hú vía. Đồng thời, đoạn clip trên cũng là lời cảnh báo các gia đình nên phát quang bụi rậm cây cỏ quanh nhà, thu dọn những nơi ẩm ướt để các loài rắn rết, côn trùng không có nơi trú ngụ hoặc bò vào nhà.